Bài rút gọn rồi tính. Câu A: 42 nhân 54 phần 63 nhân 48. Thì để làm được bài này, các bạn nên rút gọn trước khi tính nha các bạn, nó sẽ dễ hơn. Thì thứ nhất nè, các bạn phải nhớ đến những cái dấu hiệu chia hết. Dấu hiệu chia hết, ví dụ như chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5 và chia hết cho 9. Bạn nào còn yếu dấu hiệu nào, các bạn hãy xem lại những cái đoạn clip trước của Lợi. Thứ hai, đó chính là bảng cũ chương nha các bạn. Bảng cũ chương từ 2 đến 9. Được chưa? Rồi các bạn quan sát nha. Thì mình thấy rằng 54 này với lại 63, hai thằng này đồng thời chia hết cho 9, thằng này cũng chia hết cho 9. Và 42 và 48 thì mình thấy rằng chia hết cho mấy ạ? Chia hết cho 6, chia hết cho 6. Vậy các bạn bắt đầu chia, 42 chia 6 được mấy ạ? Được 7. 54 chia 9 được mấy ạ? Được 5 hay là được 6 ạ? Được 6, các bạn nhớ thuộc bảng cũ chương nha. Tiếp tục, 63 chia 9 được 7. Nhân cho 48 chia 6 được 8. Sau đó tiếp tục như vậy, các bạn chia tiếp, thấy 7 chia được cho 7 nè. Đó, 7 chia 7 được 1 nè. 7 chia 7 được 1 nè. 6 với 8 thì mình thấy rằng chia được cho 2, chia được cho 2. Vậy 7 chia 7 được 1 nè. 6 chia 2 được 3 nè. 7 chia 7 được 1 nè. 8 chia 2 được 4. Và các bạn thấy rằng 1 nhân mấy cũng bằng 1. Vậy này ra 3 phần 4. Ok chưa ạ?